chào quý vị đến với Chuyện phố phường cuối tuần. Xin chào tất cả quý vị, và quý vị thấy ngày hôm nay trên sân khấu là chuyện có đến 5 người lận chứ không phải 4 người. Nhưng mà một người thứ năm chút xíu sẽ xuất hiện, người thứ tư mà guest đặc biệt trong ngày hôm nay. Đó là xin chào mừng anh ca sĩ Tuấn Đạt lần đầu tiên đến chào với chương trình. Anh. Xin chào mừng anh. Xin chào mừng quý khán thính giả của Việt Phi TV. Và chào Linh và... Lan Lưu Linh hả? Okay, nghe hay quá vậy. Lan Lưu Linh. Là okay, Lan Lưu Linh. Ok. Mà và... tên Lan là tên xấu nhất, còn tên Lưu là đẹp nhất. Ồ, Lan là đẹp. Tên hai Lan là không Lan là mà. Lưu là Lưu Manh á. Hay quá chị. Không phải Lưu Lót kìa. Phải vậy mới được, phải vậy mới được. Thấy chưa, bị đơ. Chê người. Bị tấn công. Bị tấn công phải không? Quý vị ơi, quý vị cũng biết anh Tuấn Đạt là một ca sĩ đã từng thành danh trong thập niên 80-90 tại hải ngoại, và anh có rất là nhiều bài hát, mà đặc biệt là sở trường của anh là vì bởi vì anh là người Việt gốc Hoa, mới anh hát tiếng Hoa rất là hay. Và chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe những bài hát của anh Tuấn Đạt cùng trình diễn trong ngày hôm nay. Năm nay thấy Tuấn Đạt đẹp trai hơn mọi năm. Vậy sao càng ngày càng đẹp hả? Ai cũng đẹp hết trơn. Chị có biết điều gì nữa không? Anh Tuấn Đạt là một chuyên viên nấu ăn tài ba giỏi. Đúng rồi, cái này là tin mừng đó nha. Mỗi ngày anh lên trên Facebook đặt những món ăn rất là hay, và hôm nay anh đem tới tặng riêng cho Trung Tử Lưu, còn bỏ mặt bà Lan với bà Trời Linh. Trời ơi, bắt tê gan. Hai Lan xong Lan cũng có chứ, có mình đâu có thể bỏ hai người bạn. Mà nói thiệt đó nha chị Lan, công nhận không? Trung Tử Lưu nghe cái tên này là mừng, trời ơi, sáng rỡ luôn. Tại vì Lưu rất thích đồ ăn ngon. Dạ đúng rồi, Lưu mê đồ ăn ngon mê đồ ăn ngon. Cho nên là Lưu mới o bế nè. Đúng rồi đó. Thưa quý vị, trước khi bây giờ chúng tôi không có muốn mất thời gian nữa, thì trước khi vào một hai chuyện lạ, thưa quý vị, thì cho chúng tôi Lưu được mà nói chút xíu về cái Covid tại Việt Nam. Ngày hôm nay kỷ lục là trên 7.000 case thưa quý vị, và Sài Gòn hôm nay có 5.000 case. Các tỉnh miền Nam thì như Bình Dương được có 600 mấy case, và ngay cả Long An hay Đồng Tháp gì đó, Đồng Nai thưa quý vị cũng có 600-700 case. Nói chung là nó đang gia tăng rất là mãnh liệt, và gọi là cái gánh nặng cho y tế là bởi vì các tỉnh đó, mấy anh chị biết là các tỉnh đó, y tế yếu kém lắm, biết. Không có bệnh viện. Đúng mà rồi. Hồi đó mình bị bệnh phải đến Sài Gòn chữa, mà bây giờ dưới tỉnh cũng tràn ngập như vậy, thì thấy là Việt Nam sẽ bước vào những ngày tháng khó khăn vô và ngay cả Hà Nội cũng đã bị giãn cách như Sài Gòn, tức là những case đã bùng lên chứ không còn giữ được ít người như trước đây nữa. Đó là chuyện Covid. Và Hoa Kỳ thì hôm nay đã tăng lên đứng nhất thế giới với ngày hôm qua là 61.000 case thưa quý vị. Bởi vậy người nào chưa chích ngừa, chúng tôi Lưu khuyên quý vị nên đi chích ngừa, là bởi vì 61.000 người đa số là những người chưa chích ngừa. Đúng rồi. Chị Linh có tin gì lạ không? Lạ lẽ đó. À có chứ, có một cái tin này cũng lạ. Một cái chàng trai này là người Tây Ban Nha đó quý vị với lại mấy anh chị. Anh chàng này đó là để ngăn chặn ung thư, từ vì cái ung thư của cái gia đình này nó là di truyền. Coi như là chú cũng bị chết vì ung thư, rồi cha cũng bị coi như là mổ rồi cũng chết. Thì đến anh chàng này bị ung thư, nhưng mà mổ từng phần, mổ riết là mất hết luôn, dạ dày cũng không có, ruột kết cũng không có, túi mật cũng không có luôn. Thế nhưng mà ông đó cái chính là cái chỗ đó đó trong Tử Lưu. Và anh chàng này đó hả, không biết đói là gì hết. Thành ra là cứ ăn theo, giống như là mình ăn để mà sống. Ăn để sống. Đó, cái kiểu ăn chứ để mà sống. Chứ không phải như em với anh Đạt, cứ phải ăn. Và anh chàng này anh đã phát hiện ra một cái chuyện á, trong lúc mà anh đi lên một cái đồi hay là đi bộ gì đó, thì anh tự nhiên anh thấy anh khỏe, mà anh cũng có thể anh đi được, đi bộ được, rồi từ từ anh chạy bộ. Và anh thấy sức khỏe của anh nó tăng theo. Và thành ra là từ đó đó, thì anh nói là cứ mỗi lần mà anh phải lao động nhiều, nghĩa là tức như là chạy nhiều á, thì càng ăn, chạy marathon luôn mà, đoạt giải marathon luôn mà. Thì ăn nhiều, mà coi như ăn nhiều ngày, một ngày ăn nhiều lần, một ngày ăn rất là nhiều lần. Mặc dù không đói nhưng mà ăn chắc có cảm giác ngon không ta? Không hề, không biết đói mà. Nhưng mà không nhưng mà cảm giác thì chắc có. Giác ngon có cảm giác. Vị giác vẫn còn. Ăn xoài chả mắm ruốc rồi cũng phải có cảm giác chứ cô. Hôm nay có chưa? Surahi rất là nhanh. Trang Thanh Lan giới thiệu với quý vị là Birthday Collection của công ty Surahi. Một công ty có uy tín ở Bosa chúng ta đây, giới thiệu với quý vị, yến có hàm lượng cao rất tốt, Birthday Collection
yến có hàm lượng rất là cao. Ngoài ra còn có công nghệ nano collagen, phân tử nhỏ rất dễ thẩm thấu trong cơ thể và tăng sức đàn hồi và độ ẩm cho da, giúp cho da lúc nào cũng căng, mềm mại và mịn màng, cung cấp đầy đủ năng lượng cho da, giúp trẻ lâu và yêu đời hơn. Xin quý vị hãy gọi vào 1-800-535-5419, 714-369-7911. Ngoài ra Suri còn có Fucodin, một cái loại thuốc mà cái nước mà giúp cho những người bị ung thư hoặc là sau khi chemo hoặc là đang yếu, các cụ già biếng ăn kém ngủ thì uống cái Fucodin này. Thưa quý vị, nó có hai dạng, dạng viên và dạng nước. Hãy liên lạc tới công ty Surihi vô trang nhà surihi.com. Số điện thoại là 1-800-535-5419 và 714-369-7911. Thưa quý vị, man for to go, chúng tôi luôn đang cầm trên tay. Đây là cái bánh ướt của chị, em mua giùm chị nè, hồi trưa đó em ghé em mời chị không? Nha. Bây giờ chiều lần vẫn còn nè. Lần đầu tiên thấy luôn là một cử chỉ rất là đẹp khi nhớ tới chị nha. Có để giá đàng hoàng 3.50 nhưng mà em không, chị 3.50 nhưng mà em bán chị 5 đồng nha. Chị Mỹ Linh cũng có hai cái gói bánh ướt. Và thưa quý vị, hồi trưa chúng tôi luôn đến lúc khoảng gần 12 giờ là đã hết rồi, coi như là không còn bánh cuốn nhân thịt nữa. Được rồi, Trang Thái Lan nhắc là chúng tôi luôn, em đi xuống mua giùm chị. My and Food to Go có rất là nhiều món ăn ngon, từ cà ri gà cho đến nhất là bánh ướt, bánh cuốn. Quý vị phải gọi số phone trước 714-839-2728, 839-2728 để đặt trước, không thôi là hết hàng. 9550 Bosa Avenue, Suite 115C. Và thưa quý vị, chúng tôi luôn thì rất là thích nhiều cái món khác, những cái món ở đây, nhưng mà hồi sáng thì có mua cá nục kho Na Uy và cũng như là canh bầu và canh khổ qua và thêm giá hẹ xào nữa. Cái món đó chúng tôi luôn rất là thích và đã mua để lát nữa để từ trưa đó, quý vị không biết có để anh xe có hư hay không, nhưng mà để tối nay về ăn còn lát nữa đó mình tính sao, bây giờ cứ tính về đi. Và thưa quý vị, Phi Thuyền Restaurant là một nơi mà quý vị có thể tìm những hương vị Đà Lạt xưa cũ trước 1975 với một cái người bếp là hơn 80 tuổi và ba đời nấu đồ ăn kiểu Đà Lạt như mì Quảng Đà Lạt, bún bò Huế Đà Lạt, rồi phở Đà Lạt, hủ tiếu Đà Lạt. Nó cái hương vị nó khác thưa quý vị. Mì bò kho Đà Lạt, hủ tiếu bò kho, phở bò kho v.v. rất là ngon, và các loại cơm. Phi Thuyền Restaurant tọa lạc tại số 9060 Bosa Avenue, ngay trong tượng Trần Hưng Đạo, ngay góc Bosa và Magnolia. Số điện thoại là 714-890-5709, 714-890-5709. Mở cửa 6 ngày từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, còn đóng cửa ngày thứ ba. Và thưa quý vị, một cái nữa trước khi chúng ta vào ca nhạc thì Trung Thủ Lưu xin mời quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ ráng đăng xen quảng cáo vào Vegas TV, quý vị cũng biết rồi, đó là một cơ sở thương mại bán đồ điện tử rất là tốt, gồm những cái TV lớn của hãng Samsung, Sony và LG, mà những cái loại đặc biệt bự thực bự, quý vị có thể làm theater ở nhà với những dàn loa cũng như là microphone, những dàn hát karaoke rất là tuyệt vời mà chị Trang Thanh Lan đang cần một bộ, xin chị hãy ra ủng hộ cho chúng tôi. Và những cái ghế massage chair thưa quý vị rất là tốt để cho Hứa Thị Lan Hứa Thị Lan và Hứa Thị Mỹ Linh Hứa Thị Lan. Và thưa quý vị, mấy cái ghế massage chair rất là đặc biệt, mà quý vị mà ở quận Cam đó muốn mua rẻ thì tới mua những cái ghế mà display đó, nó rất là nhiều và rất là rẻ, bởi vì chúng ta cũng không cần cái ghế mà mới tinh về gắn vô còn khó nữa, cái này ghế gắn sẵn cho ta vô nằm, người ta chỉ thử thôi thì rất là tốt và giá rẻ. Quý vị cứ đến với Vega TV, số điện thoại địa chỉ của Vega TV là 9938 Bosa Avenue, Suite 112, thành phố Westminster. Điện thoại 714-775-8788, 714-775-8788. Và quý vị có thể đến nói là xem chương trình Chuyện Phố Phường để chúng ta được giảm giá thêm. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của chị, tiếng hát giọng ca nữ, giọng nam trầm của chị Lê Hoàng Mỹ Linh. Người ta hát bài rất là coi như là dễ thương. Và tiếng đàn của Mai Chí Dũng. Thưa quý vị, tiếng đàn của Mai Chí Dũng, chúng ta bốn người chúng ta cho một tràng pháo tay. Yeah. Chị sao chị không vỗ tay? Gì á? Tay đâu vỗ? Tay mất cầm micro rồi. Đang coi như là không có tập trung. Đang yêu. Quý vị, hôm nay Mỹ Linh sẽ trình bày bài hát Yêu của Văn Phụng. Lòng bâng khuâng
nhớ hay thương. Một chiều thu vương, gió êm đưa sạc xào che thưa, lá rơi 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 tà tơi. Yêu là tình dâng cao, gió lao sao ngả hàng phi lao. Phút ai ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bóng đôi lòng chia xa. Hôn tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua, úa phai nhạt hoa, nhớ thương bao nhiêu. Một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu, những trang thư là hành trang theo. Cố nhân ơi, giận hờn chi nhau. Yêu là thêm thương đau, với xót xa lệ tình khôn lao. Biết nói sao những khi âu sầu, những khi úa nhau tâm tư. Thôi yêu dấu mà chi, ngày vui sẽ bóng tuyên giàn chia ly. Hôn tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua, úa phai nhạt hoa, nhớ thương bao nhiêu. Một người thân yêu đã đi xa về miền hoang liêu, những trang thư là hành trang theo. Cố nhân ơi, giận hờn chi nhau. Yêu là thêm thương đau, với xót xa lệ tình khôn lao. Biết nói sao những khi âu sầu, những khi úa nhau tâm tư. Biết nói sao những khi âu sầu, những khi úa nhau tâm tư. Quá, rất hay. À, anh Tuấn Đạt ơi, anh chắc anh là chưa bao giờ nghe chị Mỹ Linh hát nhiều, tại bởi vì chị hoạt động ở bên Hoa Kỳ, gần như là chị không có hoạt động nhiều, nhưng mà bên Việt Nam chị hát chung với em trong cái đoàn ca nhạc quốc gia. Wow. Và anh thấy sao? Quá là truyền cảm cảm, ơn quá anh Tuấn Đạt là đã dành cho Linh nhất rất là cái giọng hát mà đây là giọng Nam Trầm đó. Ôi, giọng Trầm ô hiếm có lắm. Hiếm có lắm á. Hiếm có lắm. Dạ, cái giọng này rất là truyền cảm mà rất là ấn tượng. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị cũng biết rằng anh Tuấn Đạt bây giờ thì đến tham dự chương trình ngày hôm nay, đương nhiên là anh phải góp gió vô chừng một hai bài hát nữa quý vị. Chúng tôi ước mong cái giờ này được dài hơn nhưng mà chúng tôi không có đủ giờ, nhưng bây giờ xin mời anh Tuấn Đạt với bài hát. Một bài hát mà anh chọn đi anh Tuấn Đạt. Anh là em biết là anh là nhiều bài hát làm tủ lắm. Ok, thì một bài hát mà Tuấn Đạt muốn gửi đến cho quý vị khán thính giả khắp nơi trên thế giới, đó là một nhạc phẩm mà năm 1972, một bộ phim đã làm cơn sốt ở Sài Gòn của chúng ta. Đó là bộ phim Mùa Thu Lá Bay. Wow, hay quá, hay quá. Của
Bộ phim này Mùa Thu Lá Bày Tần Hán. Mùa Thu Lá Bày. À thưa quý vị ơi, còn một cái nữa trước khi anh Tuấn Đạt hát là quý vị có thấy là Trung Tướng Lưu Hồ đó đi ngoài đường ta hay lộn anh Tuấn Đạt và Trung Tướng Lưu Đóng. Đúng vậy. À ta nói là giống như là tưởng là Trung Tướng Lưu là Tuấn Đạt, Tuấn Đạt là Tuấn Đạt lại cứ lộn. Là gì? Còn lại trong khi là... chị đi lên chị đúng vậy là hai người cứ lộn. Vậy là đây là hai cặp sinh đôi. Hai cặp sinh đôi khác năm khác tháng. Mà khác cha khác mẹ nữa. Khác năm khác tháng. Mà hồi nãy Trung Tướng Lưu nói sai rồi nha. Cái phim này là của Đặng Quang Vinh với lại Chân Chân, không phải là Tần Hán đâu. Tần Hán là sau này. Sau này thôi, Tần Hán là sau này của Đặng Quang Vinh. Đặng Quang Vinh thời đó em còn quá bé, em không biết. Rồi mời Kinh. Mùa Thu Lá Bày. Trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chỉ lìa lứa đôi. Thế gian ơi sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say mà người đã xa ta rồi. Ngồi ôm ghế thương lòng đớn đau, nghe tình duyên xiết trong tim sâu. Mùa thu lá bay em đã đi rồi, vỡ tan hồi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Khoai khan cho ai thì chỉ mô, ta nhìn thấy nhau. Wow, trời ơi, buồn cười hát cái bài này quá. Xin cảm tạ, xin cảm tạ quý vị. Và lâu quá đã không có hát. Hồi mà chị còn nhỏ chị mê cái phim này đó. Trời ai cũng vậy chị, ai cũng mê quá trời. Đặng Quang Vinh Chân Chân là coi như thần tượng lúc thời đó. Đúng rồi. Mà nói chung là bây giờ hát vẫn chị thấy không? Chị thấy anh Tú Đạt hát hay quá phải không? Hát như là coi như là dễ sợ luôn vậy đó. Coi như cảm ơn đâu có, đâu có, không dám, không dám. Chị nhìn thấy Tú Đạt chị thấy đẹp hơn Chung Chung. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, quý bạn đã mến. Một lời khen mà coi như khen một người mà đi một người khác. Dạ, không có đi. Mùa thu lá bay là hãy đi về. Mùa thu lá bay là hãy đi về. Chết rồi, nó đuổi chị ra kìa, đuổi ra kìa. Thưa quý vị, bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời chị Lan với một bài hát. Dạ, Lan xin giới thiệu một cái nơi mà ăn uống mà chúng ta rất là thích, mà thoải mái, máy lạnh, rồi bà Kinh rộng rãi. Thưa quý vị, đồ ăn ngon là King Paradise. À, ở King Paradise có rất là nhiều món mà Trang Thái Lan rất là thích, cũng như Trung Tử Lưu và Mỹ Linh. Mới chiều qua đó. Ăn cơm chiên cá mặn nè, bột chiên nè, gỏi mực xào, gỏi mực gì, gỏi mực một nắng. Một nắng. À, một mực một nắng với là má xoài. Heo, má heo. Rồi má heo, thiếu má heo lấy má lu. Và nghêu mà hấp lá quế thì quý vị, mới đây có lẩu lẩu dê, rồi lẩu bò.
da bò xào lộn xộn gì đó mà nói chung là rất là nhiều món ăn ngon. À, đặt nhận đặt tiệc sinh nhật luôn phải không chị? Nơi đây rộng rãi lắm. Đám cưới con chị tiệc cưới nữa mà tiệc cưới được. Tiệc cưới. Và thưa quý vị, King Star đây tọa lạc. À, tọa lạc tại chưa nói hết vậy. Đúng rồi. Rồi, giờ nói đi. Chị còn món gì nữa không? Không. Tiệc sinh nhật em nói rồi. Rồi. 9777 Chapman Avenue Garden Grove sát bên rạp Regal Cinema 16 rạp. Thưa quý vị, số điện thoại 714-530-6868, 714-590-7979, đóng cửa thứ hai, mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Mời quý vị đến với King's Paradise. Tiếp theo là Tam Restaurant and Sandwiches. Thưa quý vị, Tam Restaurant and Sandwiches tọa lạc tại 12332 Brookhurst giữa Lamson và Chapman. Số điện thoại 657-233-5330. Từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng được free cà phê nếu quý vị vào ăn. Nơi đây có rất là nhiều món ăn ngon và có sân vườn để quý vị ngắm nhìn với rau cỏ trồng ngay tại chỗ luôn. Và để phục vụ cho thực khách với nhiều món ngon như chả giò, mì xào, cháo lòng, rồi cá he kho rục ăn với cơm cháy, cũng như các loại cơm phần gia đình và nhiều món ngon khác. Rất là nhiều, từ ếch, cua, ốc này kia, nhiều món lắm thưa quý vị. Và mời quý vị đến với Tam Restaurant and Sandwiches. Tiếp theo, một nơi cuối cùng ấy, bên còn hai nơi nữa. Xin mời quý vị đến với chương trình đặc biệt định cư lao động 500 người để đem 500 thân nhân sang Hoa Kỳ, mà chúng ta không cần phải lãnh, công ty đã mời rồi. Nếu mà chúng ta đủ điều kiện từ 18 tuổi cho tới 45 tuổi là ưu tiên, từ 45 tuổi, 50 tuổi đến 50 tuổi là diện thứ hai, có nghĩa là phải xét lại. Chương trình lao động định cư tại Hoa Kỳ EB3 với 500 job được mở cho 15 tiểu bang ở vùng miền Đông Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư của chúng tôi đã ký được cái hợp đồng này để mang 500 người sang với gia đình, vợ chồng, con cái, và được thẻ xanh 10 năm nha quý vị, với lương bổng của Hoa Kỳ đầy đủ, được hưởng benefit của toàn bộ. Và mong quý vị gọi cho chúng tôi số 714-583-2854, 714-583-2854. Quý vị cũng có thể chuyển đổi từ du học sang EB3, tức là các cháu đang du học tại Hoa Kỳ muốn chuyển sang EB3 cũng được. Hoặc quý vị đang du lịch mà cần có, đang có còn cái hiệu quả của visa, quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho quý vị có thể chuyển đổi. Tân Tú Quỳnh là nơi mà chúng ta có thể đến để mua gạo cái muỗng vàng ngon nhất thế giới, 5 chữ Y của Thái Lan, không nơi nào có thưa quý vị. Ngoài ra chúng tôi còn có gạo đen, gạo nâu, organic, cũng như là nhiều loại dầu thơm Dubai mà chúng tôi vẫn đang sell với giá 50 Mỹ Kim mà thôi. Hắc nhân sâm cũng là một sản phẩm mà chúng tôi đang có rất nhiều tại Tân Tú Quỳnh. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi luôn sẽ nói về cái chai thuốc sức mụn như thế này. Đây là một chai thuốc sức mụn mà quý vị biết, cái gel này rất là đặc biệt dành cho những người bị mụn, bị mụn cám, mụn bọc, mụn lở, hay là bị dị ứng da về biển đó. Và các cháu mà ăn đồ biển bị dị ứng, hay là các cháu đang tuổi dậy thì mà bị mụn nhiều lắm, mà chúng ta thấy là các cháu rất là tự ti. Quý vị cứ tin đi, cái loại này nè, Calming, Ultra Calming Booster là một loại cực tốt, với giá chỉ có 35 Mỹ Kim mà thôi, mà quý vị sức vào là mấy ngày nó sẽ lột hết và trả lại khuôn mặt đẹp đẽ. Mời quý vị gọi vào số điện thoại 714-612-7309, 612-7309, Tân Tú Quỳnh tọa lạc tại 9583 Bosa Avenue, nằm trên đường Bosa trong khu Bosa Minimal và sát bên tiệm băng nhạc Tú Quỳnh cũ trong khu nhà hàng Thành Mỹ. Bây giờ thì xin mời chị Trang Thanh Lan. Chị hát đi chị. Xong chưa? Đúng rồi. Xong rồi. Rất mong đợi. Mình mà không nói mấy cái này là mình không có được chương trình này đó. Trang Thanh Lan xin gửi đến quý vị, các bạn của chương trình Chuyện Phố Phường, một bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương. Bài hát được mang tên Chiều Làng Em. Chiều Làng Em. Quê em nắng vàng nhạt của thôn, vài mây trắng giật giờ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò vang xóm vắng, khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng dừa nghiêng gió du thềm, tìm về đôi cánh mâu, mắt em nhìn nói ngàn câu. Và chiều vàng ngát mênh mông là chiều ngày ấy sang sông
em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thư, nhớ thương hoài câu hát chiều làng em. Nhạc cô thôn vài mây trắng giật giờ về cuối trời, bâng khuâng tiếng hò vang sớm vắng, khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Mùa chiều anh mới đến, bóng dừa nghiêng gió ru thềm, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói chiều vàng ngát mênh mông là chiều ngày ấy sang sông em chờ trông. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa. Xa xôi bước người anh lữ thư, nhớ thương hoài câu hát chiều làng nhỏ chị hay hát lắm. Ừ. Nghe mùa này cái nhớ cái mấy đứa nhỏ 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 dễ thương đâu có hát mùa thu lá bay không dám đuổi Lan về đâu có giá. Thưa quý vị ơi, đang ra sẵn chương trình ca nhạc thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị một show nhạc đặc biệt vào chiều Chủ nhật tuần này, thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Sài Gòn Performing Arts Center, nhân dịp rạp hát đã mở cửa lại với làm rất là nhiều tân trang lại để cho quý vị vào thoải mái hơn. Với show Và Con Tim Đã Vui Trở Lại là một show nhạc thính phòng với hai suất hát vào lúc 2 giờ rưỡi chiều và 7 giờ rưỡi tối. Vé có bán tại 7148945811 là tại trung tâm Thúy Nga 14882 Moran Street, thành phố Westminster, thưa quý vị. Với 8 giọng ca thính phòng và MC Việt Thảo gồm có Tuấn Ngọc, Thiên Tôn, Đình Bảo và Trần Thái Hòa cũng như là Ý Lan, Thái Hiền, Trần Thu Hà và Thanh Hà, đó là những giọng ca của thính phòng rất là tuyệt vời. Mời quý vị mua vé ngay và đến trong chiều Chủ nhật này để chúng ta thưởng thức, bởi vì bây giờ Covid đang tăng lên, mà nếu chúng ta mà ngồi ở nhà trong thời gian này mà không mua vé coi nhanh thì biết đâu mai mốt lại có những hạn chế khác. Đúng rồi. Nên được là phải đi liền. Mời quý vị đến với show Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Bữa em cho chị Linh cũng đi nữa nè. Linh cũng đi coi show. Dạ hả? Em cho chị 3 phút. 3 phút thôi phải không? Thì dư cái đó là dư rồi, cái này chắc 1 phút thôi quý vị. Đây là một cái khách sạn bên trong một con tàu mà đã bị ma ám đó quý vị. Cái này nó nằm ở chỗ cảng Long Beach nè. Cái tàu gọi là Queen Mary đúng rồi. Nó bị gán là con tàu ma ám mà đáng sợ nhất của Mỹ luôn á. Cái tàu đó đây trên. Phan chị, gì? Đáng sợ mà bán vé cho người ta vô coi hoài. Chị có hát cái trời ơi, rồi. Nói thiệt với Trung Tử Lưu nha. Đây nè, chị Lan công nhận không? Cái gì mà đáng sợ chừng nào nó mới gây tò mò cho người ta từng hiếu chừng kỳ. Đó. Đúng đến rồi, người ta hiếu kỳ. Người ta nói sợ tới mức độ nào để thử coi như là như thế nào phải không? Đó, cái đó ăn tiền chỗ đó đó Trung Tử Lưu. Và trên này đó, nó có những cái phòng đó quý vị. Thí dụ như có những cái cánh cửa. Hồi trước có một cái người thủy thủ mà người ta bị cái cánh cửa đó nó đè chết đó. Tự vì cánh cửa là cửa tự động mà thí dụ như có lệnh đóng là tự đó đóng thôi. Mà cái người nào mà đi vô là kẹt là bị cái thủy thủ này bị. Và người ta thỉnh thoảng người ta nhìn thấy cái người thủy thủ này kiểu như là nó xuất hiện kia đó. Và một đứa trẻ con vừa đi vừa mút kẹo, tay thì ôm búp bê, trời nói mà nổi da gà nè quý vị ơi, sợ quá thiệt á. Ba từ kẹo ba từ sướng. Ghê quá, ghê quá. Ghê quá. Tự gì vậy hả?
mình cũng không có khiếu mà hài hước, mà cũng không có khiếu mà kể chuyện kinh dị rùng rợn, phải không? Nhưng mà đều tưởng tượng nhiều, mình tự mình tưởng tượng, mình thấy mình sợ. Kể chuyện yêu thì được phải không? Chưa có ai thấy sướng bằng chị Mỹ Linh, thưa quý vị. Trước vào giờ vô đây mà hát đó, chị đứng chị tập vợt mà chúng tôi luôn chụp mấy tấm hình. Chị đứng mà có ông chồng đứng cầm cái computer đứng trước mặt cầm cái laptop cho bà có hát. Có người đứng hát cầm micro rồi, có một người đứng trước mặt. Chị đi làm thì anh chồng chở tới cửa bỏ chứ cửa không có thì đứa con bỏ. Trời đi kể chuyện gia đình tôi ra cho mọi người thưởng thức hết trơn. Anh thấy chị đòi hỏi hơi nhiều chị. Chị chung tuổi lưu tuổi thân. Tuổi thân. Trời đất ơi, hai người là một mình, một mình. Hai người đó quá sung sướng rồi. Một mình, một mình, một bông. Trời ơi, trời thảm quá. Một mình mà sao quá là thế thảm. Một mình vui. Công nhận vui. Hai người khóc như vậy mà cái mặt thì cười. Anh Tuấn Đạt ơi, anh thì sao? Anh Tuấn Đạt, anh bây giờ hiện tại thì anh sống tại Los Angeles đúng không? Đúng rồi. À, anh có còn mở nhà hàng không hay là anh đã đóng rồi và bây giờ anh làm gì? Làm thinh. Ủa vậy hả? À, làm thinh nữa. Tại vì Đạt bây giờ đó là mẹ của Đạt sống với Đạt là mẹ năm nay 97 tuổi. Mà Lu đã biết là trước khi dịch tình đó thì ba của Đạt 103 tuổi. Wow. Rồi mất rồi. Thì bây giờ mẹ vẫn sống với Đạt. Cho nên là mình bỏ hết tâm tư để chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà bà còn khỏe không? Khỏe, còn sáng suốt lắm. Mẹ của Đạt cũng vẫn còn là đọc báo, coi truyền hình, hơi bị lãng tai một chút xíu thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn minh mẫn. Minh mẫn giống mẹ. Và đeo cái máy trợ nghe thính là bây giờ mẹ nghe cũng rõ. Cho nên ở trong này là Trung Tử Lưu với Đạt là có hạnh phúc nhất là tại vì còn mẹ. Còn mẹ đúng rồi, tới tuổi này mà mình còn mẹ rất là hạnh phúc và mình cảm thấy anh Tuấn Đạt là Trung Tử Lưu thấy anh làm nhiều món ăn ngon như vậy là để cho mẹ. Để cho mẹ, để trước nhất là để cho mẹ của Đạt cảm thấy là vẫn còn yêu đời, vẫn còn biết là ngon mà đẹp ngon, mà cũng như là đi ăn ở nhà hàng, tại mẹ lâu quá không có đi nhà hàng. Trời đất cho nên là mình cũng phải suy nghĩ để bỏ chút thời giờ cho mẹ. Đó là một cái thôi, nhiều món lắm, làm đủ đúng không? Rồi làm đủ món. Mẹ lâu lâu cho mẹ nói trời ơi sao lâu quá không có ăn canh chua mày, cho nó ôi trời rồi mẹ muốn ăn thôi, tối nay nấu canh chua trong tủ lạnh lên. Chỉ anh nấu ăn gì anh Đạt? Ngày xưa Đạt có nhà hàng, Đạt nhưng mà nhà Đạt, biết Đạt, là ai chỉ anh nấu ăn Đạt không có làm trong bếp, nhưng mà Đạt thấy mấy thợ làm rồi tự nhiên học mình lóm, nhớ học rồi, lóm, mình học lớn. Nhưng mà Đạt lóm, rất là Đạt. Người biết ăn ngon là vậy. Đúng rồi, mình tại vì ca hát là nghệ thuật, ăn cũng là nghệ thuật, cho nên là mình phải nâng cấp nó lên rồi mình phải tìm tòi và học hỏi nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta hát đi hết giờ đúng rồi. Đúng rồi. Anh hát bài nữa, anh hát bài nữa. Ok. Em chúng em xong ca nha. Ủa, okay. Ca nha. Không, em xong ca trước hả? Em tứ ca chung coi như là không, bây giờ là anh Đạt anh hát tiếng Hoa trước đi. Bài gì tiếng Hoa trước đây rồi tụi em. Tại vì quý vị thường nghe Tuấn Đạt hát là nhạc Hoa lời Việt, mà ngày hôm nay Đạt muốn gửi đến quý vị một bài hát mà thuần túy Việt Nam của chúng ta, mà không chẳng những là nhạc Việt mà được chuyển sang nhiều lời như tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia vân vân. Đó là bài hát của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, Nắng Chiều. Wow, đã một trong những bài hát mà có nhiều thứ tiếng nhé. Cùng nhảy với điệu cha cha cha.我又来到昔日海边，海风依旧吹皱海面，那样熟悉，那样依恋，只有旧日人儿不见。 海边，海峡依旧拥着海面，那样熟悉，那样依恋，只有故人离去多年，那往事一幕。 到我眼前，是梦境还是幻想，令人常怀念。那梦境何日能回到眼前？
Bây giờ người em gái duyên ghé về đâu? Mai anh về nương dâu úa, giọng hát câu hò thôi hết đưa hình bám yêu kiều kẻ hoa tim biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới tre là bốn người vừa quá anh Tú Đạt ơi, tự mình vỗ tay, dạ, tự mình vỗ tay. Cảm ơn anh Chí Dũng rất là nhiều trong một buổi nhạc rất là hay. Và thưa quý vị, chắc chắn chúng tôi luôn sẽ đặt cọc anh Tuấn Đạt trong cái mùa năm mới New Year, bởi vì anh có những bài Tết phát tài, rồi gương mặt của anh rất là coi như là tài lộc, nên quý vị sẽ đặt trước anh New Year nha. Còn thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay cuối tuần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi trên băng tần 2033 của DirecTV, Vietface TV vào lúc 4 giờ chiều California hàng ngày. 5 giờ chiều California là trên băng tần 57.2 của Vietface TV, free to air. Từ 6 giờ trở đi và qua mỗi ngày, quý vị có thể xem lại trên khắp thế giới qua kênh Vietface TV Official trên YouTube. Và thưa quý vị, mong quý vị vào nhấn subscribe cũng như xem thật là nhiều, và cũng như là like, cũng như là comment cho chúng tôi, ủng hộ chúng tôi trong chương trình này Chuyện Phố Phường. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chào tạm biệt. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Chúc quý vị. Chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.